Zombie Apocalypse. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Review TV của mình. Hôm nay video này mình sẽ gửi đến các bạn những thông tin mới nhất về bộ phim Nam Mộ Trì. Sau bao nhiêu lâu chờ đợi thì cuối cùng fan hâm mộ của Nam Mộ Trì cũng được thưởng thức bộ poster chính thức của phim. Nam Mộ Trì là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Chi Chi. Đây là tác phẩm thuộc thể loại trọng sinh nên thu hút sự chú ý đặc biệt từ khán giả. Được biết, trọng sinh là thể loại mà nhân vật chính vì một lý do nào đó chết đi rồi đầu thai vào kiếp khác, nhưng vẫn giữ lại được ký ức của mình ở kiếp trước. Bộ phim xoay quanh chuyện tình yêu ngọt ngào đầy trắc trở của Khương Hiến và Lý Khiêm. Khương Hiến vốn là một quận chúa xinh đẹp và là hoàng hậu tiền triều nhưng bị vua lạnh nhạt. Sau khi lên làm thái hậu nhiếp chính thì bị đầu độc bởi chính con riêng mà chết. Bất ngờ được tái sinh, cố gắng thay đổi và đảm bảo sự kiện trong tiền kiếp không xảy ra một lần nữa. Trong khi đó, nam chính Lý Khiêm ở kiếp trước là con trai của một vị tướng quân. Ban đầu Khương Hiến không mấy thiện cảm với anh, tuy nhiên trong quá trình hợp tác phanh phui ra sự thật, hai người đã phải lòng nhau. Nhưng cuộc tình của họ diễn ra không mấy suôn sẻ, trải qua nhiều sóng gió, cả hai lần được gỡ bỏ những khúc mắc hận thù để đến với nhau. Cô từng bước giúp anh có được danh vọng và có một cuộc sống viên mãn. Bộ phim với sự tham gia diễn xuất của Cúc Tịnh Y và Tăng Thuấn Hy đã chính thức khai máy vào 23 tháng 7 năm 2020 vừa qua. Mới đây, nhà sản xuất đã công bố những hình ảnh đầu tiên qua bộ poster chính thức của bộ phim, qua đó hé lộ một số hình ảnh của nhân vật. Video. Nếu thấy hay, hãy bỏ ra 3 giây để đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video cập nhật phim tiếp theo từ mình.